Thưa quý vị, sáng nay tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 2 năm 2023 khu vực phía Nam. Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung trình Hội nghị nhằm thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian gần đây, dự báo tình hình thời gian đến, báo cáo chuyên đề tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023, cũng như định hướng một số nội dung tuyên truyền thời gian đến. Đây cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên các cấp giao lưu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo từ các địa phương góp phần thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ ngành tuyên giáo của Đảng thời gian đến ban tuyên giáo trung ương đề nghị cần tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn ba sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng hai đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi chinh luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ ba.